Ok, Hùng lại quay máy đây. Phía bên màn hình cặp đôi Đào Mạnh Thắng và Lê Văn Tú. Phía xa màn hình là cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm. Có lẽ rất nhiều khán giả, cổ động viên đã quên mất Lê Văn Tú là ai rồi. Bởi vì Lê Văn Tú đã rất lâu rồi không thi đấu tại các giải đấu. Nhưng nếu mà các bạn đã từng xem Lê Văn Tú thi đấu thì khả năng mà mọi người quên được tay vợt nào thì rất là khó. Một tay vợt trẻ rất tài năng của đội tuyển cầu lông Sibucha Hà Nội. Lê Văn Tú là tay vợt đánh cầu hết sức toàn diện. Và đứng cặp với Lê Văn Tú là anh Đào Mạnh Thắng, được mệnh danh là tay vợt đánh lưới hay nhất của cầu lông Việt Nam. Anh Đào Mạnh Thắng có những pha kéo lưới cực kỳ hay luôn mọi người ạ. Mọi người sẽ được theo dõi trong trận đấu này. Điểm số 2-1. Cầu ngoài sân, Hoàng Anh Lâm có vẻ mệt lắm rồi. Rồi đánh một trận 30-31 căng. Anh Hoàng Anh đang xin trọng tài ra ngoài nghỉ một chút. Nói là Hoàng Anh Lâm đã thấm mệt rồi. Đó là chiến đấu một trận đấu quá căng trước cặp đôi Văn Hải và Ngọc Triệu. Trận bên kia Hùng đã quay lại ở chất lượng Full HD và sẽ đăng lên kênh YouTube Sport Hùng Badminton cho mọi người xem sau nhé. Mọi người thông cảm giúp Hùng. Bởi vì chỉ có hai máy thì không thể dành cả hai máy để quay một trận được. Trận đấu tiếp tục. Điểm số 3-1 cho Văn Tú và Mạnh Thắng. Rất đơn giản. Điểm 4-1. Ở sân bên kia điểm đang là 27-21 cho Tuấn Anh Thiều rồi. Rất khó để cặp đôi Chí Đức Tuấn Anh. Rất khó để cặp đôi Chí Đức và Trọng Nghĩa có thể lật ngược tình thế. Bên này thì trận đấu cũng sẽ bớt hay. Đập cầu tốt từ Vũ Lâm. Đôi điểm 2-4. 28-21 cho cặp đôi Bắc Ninh. 7 điểm. Cố lên nào cặp đôi Chí Đức và Trọng Nghĩa. Hai pha công cầu vào lưới của anh Tuấn Anh. 2-4 Vũ Lâm giao cầu. Sẽ là một cái ai đấy. Gạt cầu rất cắm. Điểm số 5-2. Có vẻ anh Đào Mạnh Thắng gần đây đã
dành nhiều thời gian để tập luyện. Theo ông quan sát thì anh ấy đã thi đấu hay hơn rất nhiều so với giải thành công Mạo Khê năm ngoái. Dường như anh đang tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho giải đấu thành công Mạo Khê năm 2020. Điểm số 62, Văn Tú giao cầu. Cầu ngắn á, đổi điểm 36. Đập cầu rất căng từ Vũ Lâm. Điểm 46. Kia đang 30-23 cho Thiều Tuấn Anh rồi. Chém cầu, một pha chém cầu cắt rất hay thì Vũ Lâm. Chém cầu đổi hướng luôn. Dẫn đến anh Đào Mạnh Thắng mất đi phản xạ. Phản xạ không kịp. Điểm số 6 đều. Đổi điểm 7-6 cho Văn Tú và Mạnh Thắng. Ép lưới rất nhanh từ Văn Tú. Điểm số 86. Hello mọi người, chúng ta lại comment 2 chào nhau một chút nhá. Thực sự là cả hai trận bán kết đang có phần mất hay. Hoàng Anh Lâm thì đã rất mệt, còn bên kia Trí Đức bị lật cổ chân. Lê Văn Tú vẫn đánh rất an toàn và làm cầu rất tốt. Điểm số 16 cho Mạnh Thắng và Văn Tú. Anh chào anh Đình Quân, Quân Đình, cảm ơn đã chia sẻ live stream nha. Lại tiếp tục những ai giúp Hùng chia sẻ live stream, comment vào để Hùng cảm ơn luôn nha. Vừa comment 2, cứ comment 2 nó hiện lên là Hùng sẽ biết là ai giúp Hùng chia sẻ ngay. Ok, em chào anh Hoàn Ca Lốt nha. Điểm số 11-7. Cầu ngoài sân. Ok, xin chào Quân Hoàng, cảm ơn đã chia sẻ. Xin chào anh Huy Bảo nha. Tỷ số của trận này đang là 12-7 nhưng về cặp đôi. Nhiều lúc muốn xem mà thôi không quay, nghĩa là sao các anh ơi. Cảm ơn anh Ngô Trung Kiên giúp em chia sẻ live stream. 13-7 rồi. Khoảng cách là 6 điểm. Xin chào Quân Hoàng. Hay quá, một pha đánh cầu giãn biên rất hay. 14-7, trận này cũng không được hay cho lắm. Nhưng mà chung kết sẽ hay nha mọi người. Tuấn Anh, Thiều thì cũng còn khỏe. Mạnh Thắng và Lê Văn Tú cũng còn khỏe. Vẫn lên bình thường. Cầu không qua lưới. 15-7. Hoàng Anh và Vũ Lâm đã bị vắt kiệt sức rồi. Bước vào trận đấu này là một sự thiệt thòi cho họ. Trận đấu diễn ra hơi sớm. Nhưng để đảm bảo tiến độ thi đấu thì ban tổ chức không còn cách nào khác. Giải đấu này tổ chức 2 ngày thì sẽ hay hơn. Thi đấu sẽ
Cầu lật lưới rất may mắn. 16-7. Ô anh Hoàn Cà Lốt, mỗi tội là không có máy để quay chậm các đường cầu hai anh ạ. Hello anh Thành Paris. Giải này được tổ chức ở nhà thi đấu quận Hoàng Mai, Hà Nội anh ơi. Đây mới là giải đấu là trước thềm giải đấu kia thôi. Giải đấu này là sự chuẩn bị cho giải đấu ở Thành Công Mạo Khê. Mạo Khê Quảng Ninh. Tiếng của cầu lông Phong Trào miền Bắc cũng như cầu lông chuyên nghiệp. 16-7. Anh Đào Mạnh Thắng với kinh nghiệm thi đấu rất nhiều năm của mình, từ top 50 đôi nam thế giới, pha xử lý trên lưới rất hay. Vũ Lâm đã rất mệt rồi. Thực sự là cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm thi đấu trận đấu này cũng chỉ có thể nói là cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Lê Văn Tú đánh lưới rất nhanh và tốc độ. Rồi, đến một tình huống cầu non thì anh Mạnh Thắng lại đập cầu vào lưới. Một pha đập cầu không qua lưới từ anh Đào Mạnh Thắng, đổi điểm 8-18. Vẫn rất sùng mạng. Tám mười tám quá khó cho Hoàng Anh Lâm. Hợp lý rằng những vận động viên của đội tuyển Simucha Hà Nội đánh lưới rất hay. Một pha tì phản ngược lại của anh Đào Mạnh Thắng, sau đó là một pha dứt điểm không được cản phá. Tì ngược lại luôn mọi người ạ. Trận Trí Đức thua anh ạ. Trí Đức bị lật cổ chân ban đầu, hơi đen. Nhưng mà dù sao thì em vẫn đánh giá là cặp đôi Tuấn Anh Thiều trong trận đấu đấy vẫn nhỉnh hơn. Cầu ngoài sân điểm số 99. Khoảng cách vẫn đang duy trì là 10 điểm. Hợp lưới rất nhanh với Đào Mạnh Thắng. Như Kevin. Hello mọi người có nghe thấy Hùng nói gì không ạ? Thấy anh Trương Văn Mỹ bảo không có tiếng à? Chắc là nghe thấy chứ nếu không lúc nãy làm gì có ai comment 2. Điểm số 10-20. Lâu lắm rồi thì Ngọc không thấy anh Lê Văn Tú tham gia các giải đấu. Và bây giờ chắc là Lê Văn Tú đang trở lại để tham gia giải Unlimited này để chuẩn bị cho giải Mạo Khê. Không biết đồng đội của anh Lê Văn Tú phát cầu dài. Lê Văn Tú một tay vợt trẻ. Đánh cầu rất hay của đội tuyển Siêu Trà Hà Nội. 11-21. Hoàng Anh Lâm bây giờ chỉ bung cầu lên thôi. Mệt lắm rồi, không muốn đập nữa rồi. Cầu ngoài sân. Một tình huống không hiểu ý nhau giữa Đào Mạnh Thắng và Lê Văn Tú.
12-21. Ở giải đấu này ban tổ chức rất chuyên nghiệp, có cả bảng điểm điện tử. Thảm thì thuê nó mới là thảm này rất đắt tiền. Thì nữa trận chung kết nó nghĩ là sẽ rất hay. Thì cặp đôi Dương Thiều Tuấn Anh của Bắc Ninh đang hừng hực khí thế, phong độ rất cao khi họ vô địch giải vô địch tỉnh Bắc Ninh. Và đối thủ của họ sẽ là Hoàng Anh Lâm hoặc Đào Mạnh Thắng Lê Văn Tú. Nhưng Ngọc nghĩ rằng Lê Văn Tú và anh Đào Mạnh Thắng sẽ vào trận chung kết. Hello anh Nguyễn Kiều. Đúng rồi, chung kết khả năng sẽ là Tuấn Anh Dương Thiều và Văn Tú Đào Mạnh Thắng. Ở vòng ngoài thì hai đôi đấy cũng đã gặp nhau rồi, và Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng giành chiến thắng với cách điểm khoảng 6 điểm số. Cách biệt khoảng 6 điểm số. Nhưng mà buổi sáng thì Tuấn Anh Thiều đánh chưa thực sự vào tay. Nếu họ gặp nhau trong trận chung kết thì chưa biết sẽ như thế nào. Điểm số đang là 14-21. Cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm vừa đánh vừa nghỉ. Bên kia họ ép cầu rất tốt luôn. Mọi người có mặt ở nhà thi đấu này thì có biết được lực đập của các vận động viên trong giải này như nào? Rất nặng. Cao. Hết rồi. Một pha đóng dấu của anh Đào Mạnh Thắng. 23-14. Ok anh Dương Danh Tăng. Tú là một tay vợt Phùng Hùng đánh giá là rất tài năng và là tương lai của cầu lông Việt Nam. Nhưng rất là tiếc Tú lại không theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp. Chỉ đến khi đánh giải thì Lê Văn Tú gần như mới lên đội tuyển để tập. Và một năm trở lại đây thì Lê Văn Tú không còn thi đấu các giải chuyên nghiệp nữa. Nhưng mà nói về cầu lông đôi nam Việt Nam thì sau cặp đôi số 1 Việt Nam Tuấn Đức Hồng Nam thì Lê Văn Tú có thể nói là đánh chỉ sau cặp đôi số 1 Việt Nam thôi. Cặp đôi Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy thậm chí được xếp cao hơn cặp đôi Trí Đức và Tuấn Anh. Tuy rằng Trí Đức Tuấn Anh đang xếp hạng 2 của Việt Nam. Hello anh Trương Công Thái, sau giải này có giải Mạo Khê anh ơi, giải Mạo Khê Quảng Ninh giải 5.000 đô đấy ạ. Các vận động viên thi đấu giải đấu này thì cũng một phần là chuẩn bị cho giải đấu 5.000 đô đó. Mới đầu thì giải đấu này nhất chỉ có 10 triệu thôi. Nhưng mà trong quá trình thi đấu thì có rất nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ. Và bây giờ thì giải nhất đã lên đến 30 triệu đồng, giải nhì 15 triệu đồng và đồng giải 3 lên đến 10 triệu đồng. Một hiện tượng của giải Mạo Khê 2019. 17-23, khoảng cách cũng chỉ còn 6 điểm thôi. Đầm Vũ trong một năm trở lại đây thì lên tay rất nhanh. Anh Hoàng Anh thì đang bị căng cơ. Như mọi người nhìn thấy phía xa chính là bảng điện tử, bảng điểm điện tử ban tổ chức chuẩn bị. Hết sức chuyên nghiệp. Thậm chí tại các giải đấu toàn quốc của Việt Nam cũng không có bảng điện như vậy. Nhưng tại một giải đấu do cá nhân Anh Quốc Việt Badminton tổ chức thì lại được chuẩn bị rất tốt. Cùng với đó là đội ngũ trọng tài cũng rất đông đảo. Một sân có đến 6 trọng tài.
Cái Hoàng Anh đang bị căng cơ, đang phải ép chân. Vũ Lâm thì cũng đang phải đeo bó bắp chân. Có vẻ như mình thi đấu chuyên nghiệp khá lâu, không tập luyện đều đặn và thường xuyên. Những trận đấu căng thẳng đã ảnh hưởng đến thể lực của anh Hoàng Anh. Ok, em cảm ơn anh Trương Công Thái đã gửi lời chúc đến Hùng nhá. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đại ca ơi, cố lên, Quỳnh Trang cổ vũ cho anh Hoàng Anh hay là cho Vũ Lâm. Ok, Dương Thịnh, giải này công nhận đôi nào cũng mạnh, đâm ra là đánh rất là mất sức. Vào đến vòng đấu này thì các vận động viên đã bị vắt kiệt sức rồi. 17-23. Đập cầu rất mạnh. Khi mà chúng ta ở gần sân và theo dõi các vận động viên thì chúng ta mới biết rằng họ đập mạnh như thế nào, chứ không đơn giản chỉ là những pha đập cầu mà mọi người xem trên màn ảnh. Ok, bạn Quỳnh Trang cổ vũ cho cả hai, cổ vũ cho cả Hoàng Anh và cả Vũ Lâm, nhưng cổ vũ chính là cho Vũ Lâm. Điểm số 18-23. Vẫn còn. Đập cầu rất nặng từ anh Đào Mạnh Thắng. Anh Hoàng Anh đã không thể bừa cổ tay lên trong tình huống đó. Rồi. Một pha cầu rất đơn giản nhưng rất hiệu quả. 19-24. Nếu cặp đôi Hoàng Anh Lâm và Lê Tú Mạnh Thắng trong trạng thái như nhau thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Hùng tin rằng đó sẽ lại tiếp tục là một trận đấu căng như trận đấu giữa Ngọc Triệu, Văn Hải và Hoàng Anh Lâm vậy. Tỷ rất hay. 20-24 rồi. Điểm số 20-24, Vũ Lâm giao cầu. Rất đáng tiếc. Anh Thu Quân cổ vũ cho Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng cố lên. Tiếp tục là một tình huống cầu lôi đến từ vị trí của anh Hoàng Anh. Có vẻ anh Hoàng Anh đang có tâm trạng không được tốt cho lắm. Song kiếm hợp binh. Nhưng cầu không qua lưới rồi. 21-26. Hello anh Nguyễn Viết Tường, theo em thì không phải là tâm lý mà là tâm trạng không tốt anh ạ. Vừa rồi thì phải xin mãi thì huấn luyện viên trọng tài cũng mới cho ra ngoài nghỉ. Dĩ nhiên ai cũng có cái đúng của mình.
chúng ta cũng không bình luận ở đây. Anh Hoàng Anh thì rất mệt nhưng trọng tài thì công việc thì vẫn phải làm. Hai mươi bảy, 21. Cầu lôi từ Văn Tú. Lê Văn Tú mới thi đấu trở lại nhưng là phong độ vẫn chưa được tốt. Tại thời điểm cách đây khoảng 1 năm thì Lê Văn Tú đánh rất hay. Trận đấu thì càng dần về điểm số 30, càng dần tiến về điểm số 31 rồi. Khoảng cách thì vẫn đang được duy trì. 4 điểm. Đội vận động viên của Mạo Khê Quảng Ninh đang rất sức áo rồi. Rất cố gắng. Hai mươi tám, 23, khoảng cách 5 điểm. 3 điểm số nữa thôi, Mạnh Thắng và Văn Tú sẽ giành chiến thắng. Áo của Vũ Lâm đã thấm ướt. Nét mặt của Lê Văn Tú đang thể hiện quyết tâm. Quyết tâm vô địch, quyết tâm về một trận chung kết. Lê Văn Tú ở Minh Hiệp hay đánh cầu cùng các đàn anh dày dặn kinh nghiệm như Nhã Nho. 24, 28. Đây là cơ hội cuối cùng để cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm bứt phá. Hello anh Đức Vượng, đây là giải đấu cầu lông Badminton Unlimited. Badminton Unlimited do anh Quốc Việt Badminton tổ chức ạ. Lâm Hoàng Anh cố lên, Quỳnh Trang vẫn rất kiên trì cổ vũ. Quỳnh Trang đang cổ vũ Hoàng Anh, Lâm hết sức nhiệt tình. 25-28, khoảng cách 3 điểm. Lê Tú vừa rồi đã có rất nhiều tình huống đánh lưới lỗi. Đúng rồi anh Vương Nguyễn ơi, giải đấu này sẽ đồng giải 3, không phải tranh giải 3. Mỗi giải 3 10 triệu đồng. 25-28. Biết đâu bất ngờ. Anh Phùng Tuấn Sơn hỏi mọi người là có độ không? Nhưng mà bây giờ độ kiểu gì được? Anh Đức Vương cổ vũ, em Lâm cố lên, Mạo Khê cố lên, Linh Giang cổ vũ. Xin chào Linh Giang nha. Cặp Triệu và Hải thua cặp đôi Hoàng Anh Lâm với điểm số 31-30. Chính bởi vậy mà Hoàng Anh Lâm mới đang kiệt sức. Hoàng Anh mất chân rồi, 30-26. Vũ Lâm đã rất mệt rồi, như muốn ngất tới nơi. Hai bảy ba mươi. Em cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Hùng đã giúp em chia sẻ live stream. Anh Nguyễn Mạnh Hùng cổ vũ cho cặp đôi Mạnh Thắng và Văn Tú cố lên. Tỉa rất hay từ Vũ Lâm. Lâm Vũ có vẻ trận bán kết rất chung. An
vẫn chưa ăn được. Một tình huống cầu rất hay trước khi trận đấu kết thúc. Rất ngẫu hứng, 28-30. Anh Hoàng Anh chạy ra sân bị chuột rút rồi. Chung kết sau ít phút nữa cũng sẽ thi đấu thôi mọi người ạ. Dự là sẽ sau khoảng 15 phút nữa cũng sẽ được tiến hành thi đấu chung kết. Chắc cũng chỉ đánh một set 31 thôi. Giờ này lấy đâu ra sức đánh 3 set 21 đây. Nếu muốn set 3 set 21 thì phải tổ chức 2 ngày thì may ra. Anh Hoàng Anh đã trở lại sân. Vẫn còn một tia hy vọng. Lê Văn Tú đang như hổ rình mồi. Non. Rồi, trận đấu kết thúc. Dường như đó là một pha đập cầu xịt của anh Mạnh Thắng, nhưng nó đã khiến cho cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm không kịp phản xạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream. Chúng ta sẽ hẹn nhau sau ít phút nữa.